Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, chúng tôi sẽ thực hiện một chuyến bay thám hiểm, khám phá và du lịch trên cái dãy núi Hoàng Liên Sơn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Ready. Nice view. Weather is good. Tốc độ bay 1.000 km/h. Hiện tại chúng ta đang bay trên phía lãnh thổ của Trung Quốc, hướng về dãy Hoàng Liên Sơn của Việt Nam, theo hướng Tây Bắc Đông Nam, ở độ cao khoảng 4.800m so với mực nước biển đó quý vị. Gear up. Chúng ta vẫn đang bay trên lãnh thổ của Trung Quốc đó quý vị. Cái đường chỉ màu vàng phía trước mặt của chúng ta là đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng ta đang tiến về lãnh thổ của Việt Nam. Phía trước mặt của chúng ta là mốc biên giới số 74 giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phía bên tay phải màn hình của chúng ta là huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tiếp đến là mốc giới số 78 giữa Việt Nam và Trung Quốc, ở xã Xì Lỡ Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Hiện tại chúng ta đang bay trên sóng lưng của dãy Hoàng Liên Sơn đó quý vị. Và phía bên tay phải của chúng ta là huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Dãy Hoàng Liên Sơn này thì có chiều dài khoảng 180 km và rộng 30 km, trải dài theo hướng là Tây Bắc và Đông Nam. Và đây là phần cuối cùng của dãy Ai Lao Sơn. Phía trước của chúng ta là mốc biên giới số 80 giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tiếp theo là mốc biên giới số 81 và số 82. Phía bên tay phải của chúng ta là huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đó quý vị. Và bên tay trái của chúng ta là Châu Hồng Hà thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Dãy núi Hoàng Liên Sơn thì chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam và nằm kẹp giữa dòng sông Hồng và sông Đà. Dòng sông Hồng nằm ở phía Bắc của dãy Hoàng Liên Sơn và dòng sông Đà thì nằm ở phía Nam. Dãy Hoàng Liên Sơn này thì trải dài và phân bố trên các tỉnh như là Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái và một phần của tỉnh Phú Thọ nữa đó quý vị. Phía trước của chúng ta là đỉnh Trung Nghĩa Vũ, cao 2.918m so với mực nước biển. Đỉnh này còn có tên gọi khác là Gia Hai San. Bên cạnh đó là cột mốc biên giới số 84 giữa Việt Nam với Trung Quốc. Và cái đường chỉ màu trắng của chúng ta là cái ranh giới giữa Lai Châu và Lào Cai đó quý vị. Phía bên tay phải màn hình là huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Phía bên trái màn hình là huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Phía trước màn hình của chúng ta là đỉnh Tung Chung Hồ đó quý vị, có độ cao 2.950m so với mực nước biển, là một trong 20 cái đỉnh núi cao nhất Việt Nam đó quý vị. Phía trước của chúng ta có một khe núi, bên dưới của nó là đường đá cổ Ba Vi đó quý vị. Và con đường này được Pháp xây dựng vào năm 1920 với chiều dài là khoảng 100km, nối liền hai tỉnh Lào Cai với Lai Châu. Và hiện nay thì chỉ còn có khoảng 17km và dành cho khách tham quan. Chúng ta có thể thấy rằng địa hình ở đây rất là hiểm trở, cảnh quan rất là hùng vĩ và màu xanh của thảm thực vật là màu sắc chủ đạo của khu vực này. Phía trước của chúng ta là đỉnh Kỳ Quan Sang, có độ cao là 3.046m so với mực nước biển, là một trong top 4 những cái ngọn núi cao nhất Việt Nam đó quý vị và nằm trong top 3 ngọn núi khó chinh phục nhất hiện nay. Ngoài ra cái đỉnh Kỳ Quan Sang này còn có cái tên là Bạch Mộc Lương Tử mà do dân phường tự đặt. Phía trước của chúng ta là đỉnh Tả Liêm Sơn, có độ cao 2.996m so với mực nước biển. Thì ngoài ra cái đỉnh Tả Liêm Sơn này nè quý vị, còn có cái tên khác là núi Cổ Châu, được xếp vị trí thứ 6 về độ cao ở Việt Nam. Hiện nay là thuộc địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Và ngay sau đây tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đến với thành phố Lai Châu để chúng ta có thể nhìn thấy cái thành phố Lai Châu. Trong video này chúng tôi không có ý định tìm hiểu về thành phố Lai Châu, chúng tôi chỉ đưa quý vị đến để quý vị có thể định vị được cái vị trí của thành phố Lai Châu so với dãy núi Hoàng Liên Sơn. Đây là thành phố Lai Châu nè quý vị. Chúng ta có thể nhìn thấy phía dưới có một cái quảng trường rất là đẹp, bên cạnh một cái hồ điều hòa. Thành phố Lai Châu hiện nay cũng rất là phát triển. Tôi sẽ quay một số cảnh cho quý vị xem cái tổng quan về thành phố Lai Châu.
rồi chúng ta tiếp tục di chuyển để quay trở lại với dãy núi Hoàng Liên Sơn. Qua những cái cảnh quay vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng cái dãy núi Hoàng Liên Sơn có cái sự gắn kết rất là chặt chẽ với hai tỉnh, đó là tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai. Trong cái phần sau thì chúng ta sẽ được bay trên dãy núi Hoàng Liên Sơn ở trên địa phận của tỉnh Yên Bái, tỉnh Sơn La và một phần của tỉnh Phú Thọ. Nhưng dãy núi Hoàng Liên Sơn phân bố chủ yếu ở tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái. Chúng ta tiếp tục trở lại với đỉnh Tả Liên Sơn. Đỉnh này có độ cao là 2.996m so với mực nước biển. Đỉnh Hoàng Liên Sơn này sở dĩ nó có cái tên Hoàng Liên Sơn, một phần là do trên đây nó có nhiều cây hoàng liên mọc nên người ta gọi là Hoàng Liên Sơn. Chúng ta đang tiến về một cái đỉnh cao có tên là đỉnh Pu Ta Leng, cao 3.049m so với mực nước biển. Và đỉnh núi này là thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Để chinh phục được đỉnh núi này thì quý khách phải xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh, xuyên qua những sườn núi, những con thác hùng vĩ, có nhiều cảnh đẹp đến mê hồn. Phía bên tay phải của chúng ta là huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đó quý vị. Chúng ta đang di chuyển về cái đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, có độ cao là 2.858m so với mực nước biển. Và sở dĩ nó có cái tên Ngũ Chỉ Sơn là bởi vì tại cái khu vực này gồm 5 ngọn núi có chỉ lên bầu trời giống hình bàn tay. Có một cái truyền thuyết kể rằng vào cái từ khai sơn lập địa thì vì thương người dân nơi đây, có một cái vị thần thì ngày đêm phải là dùng đất để san lấp để bảo vệ người dân. Thì trải qua nhiều năm tháng thì cái ngọn núi này nó chọc đến tận trời xanh, thì Ngọc Hoàng mới nổi giận là sai Thiên Lôi đi đánh phá. Trải qua 5 ngày đêm thì không thể đánh phá hết được cái 5 ngọn núi này và đành phải thất bại trở về để chịu tội với Ngọc Hoàng. Ngày nay thì chúng ta sẽ thấy được 5 cái ngọn núi này bị đánh một cách đó là nham nhở và giống như 5 cái hình ngón tay chỉ lên bầu trời xanh. Phía dưới của chúng ta là khu du lịch cầu kính Rồng Bay tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Tiếp theo của chúng ta là đỉnh đèo Ô Quy Hồ ở độ cao 1.950m so với mực nước biển. Là một trong tứ đại đỉnh đèo rất nổi tiếng ở Việt Nam, nối liền giữa Sapa và Lai Châu. Ở trên đỉnh đèo thì có một cái quần thể khu nhà hàng nghỉ ngơi rất là sang trọng và cũng rất là tiện lợi. Chúng ta đang tiến về cái đỉnh nổi tiếng nhất ở Việt Nam mà ai cũng biết, đó là đỉnh Phan Xi Păng với độ cao 3.143m so với mực nước biển. Đây cũng là cái đỉnh cao nhất, cũng là nóc nhà của Đông Dương. Trên đỉnh Phan Xi Păng thì có một quần thể du lịch. Cái đường chỉ màu tím đó quý vị là cái đường tuyến cáp treo từ Sapa mà lên đỉnh Phan Xi Păng đó. Phía xa kia là thị trấn Sapa đó quý vị. Theo một nguồn tài liệu không chính thống thì đỉnh Phan Xi Păng này được phát hiện vào năm 1905 đó quý vị, bởi một viên quan địa lý dưới thời nhà Nguyễn tên là Phan Quang Sơn cùng với chuyên gia người Pháp để đi vẽ bản đồ phân định biên giới giữa Việt Nam với nhà Thanh. Và cũng trong năm đó, vào tháng 7 năm 1905 thì cái đỉnh Phan Xi Păng này được chinh phục bởi một nhà leo núi người Mỹ. Và nhà leo núi này đã để lại 3 viên đạn làm ký hiệu trên cái tảng đá cao nhất trên cái ngọn Phan Xi Păng. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đi tham quan cái thị trấn Sapa một chút đỉnh. Chúng tôi không có tìm hiểu về thị trấn Sapa trong video này. Chúng tôi đưa quý vị và các bạn đến thị trấn Sapa để quý vị có thể định vị được cái vị trí của thị trấn Sapa so với cái đỉnh Phan Xi Păng. Ở trên thị trấn Sapa có một cái hồ rất là nổi bật này, đây là hồ Sapa. Và bên phía tay trái của chúng ta là cái bản Cát Cát. Và đi xa một tí nữa là đến cái ga cáp treo để lên đỉnh núi Phan Xi Păng. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển. Tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đến cái ga cáp treo của Phan Xi Păng. Đây là ga cáp treo ở phía dưới. Đây là ga cáp treo này quý vị. Và phía bên tay trái của chúng ta là cái bản Cá Cát. Đây là một cái bản rất là nổi tiếng, khi mà ai đến du lịch ở Sapa thì cũng sẽ ghé qua đây chơi. Và cái đường chỉ màu tím đó là cái đường cáp treo, cái tuyến cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng. Tiếp theo cái câu chuyện của ông Phan Quang Sơn thì tôi xin nói thêm cho quý vị hiểu. Thì Phan Quang Sơn là một người phát hiện ra cái ngọn Phan Xi Păng trong cái quá trình đi đo đạc, chứ ông chưa chinh phục được đỉnh này. Và cái người chinh phục được là nhà leo núi người Mỹ, chinh phục vào tháng 7 năm 1905.
Ông Phan Quang Sơn chỉ là cái người nhìn thấy đỉnh này đầu tiên thôi, và sau này người ta gọi tên là Phan Xi Păng, theo cái nghĩa lái lái với Phan Quang Sơn. Sở dĩ chúng tôi bay trên cái đường ranh giới giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai bởi vì thường thì các địa phương sẽ dùng cái sống lưng của cái dãy núi Hoàng Liên Sơn để phân chia ranh giới giữa hai bên. Bên này là Lai Châu, bên kia là Lào Cai đó. Cho nên khi chúng tôi bay trên những cái đường ranh giới, những cái sống lưng của dãy Hoàng Liên Sơn thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng những cái đỉnh núi cao hùng vĩ và thấy được cái toàn cục của cái dãy núi này. Phía trước mặt của chúng ta là vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn. Quý vị cũng có thể thấy rằng cảnh vật ở đây rất là, quý vị cũng có thể thấy rằng địa hình ở đây rất là hùng vĩ, cảnh quan rất là đẹp, không gian được bao phủ một cái màu xanh của hệ thực vật rất là xanh tươi. Ở Việt Nam thì khí hậu ấm áp hơn, cộng với cái lượng mưa rất là nhiều, cho nên là các cái đỉnh núi ở Việt Nam thường thì có cái màu xanh của thảm thực vật đa dạng. Tôi sẽ bay qua cái đường ranh giới giữa Lào Cai và Lai Châu để tiến đến cái một cái cánh đồng rất là nổi tiếng ở khu vực Tây Bắc. Đó là cánh đồng Mường Thang thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Đây là một trong bốn cái cánh đồng nổi tiếng nhất khu vực Tây Bắc. Nhất Thanh Nhì Lò, Tam Thang Tứ Tất thì Mường Thang thì thuộc về Than Uyên, Lai Châu. Phía trước của chúng ta là một cái cụm khu dân cư hay là một cái khu du lịch gì đó được quy hoạch cũng rất là đẹp. Đây có thể là những cái nhà nghỉ dưỡng, những cái resort của dành cho khách du lịch khi mà đến du lịch ở cái Mường Thang này nè quý vị. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển. Chúng tôi bay đến Mường Thang để quý vị có thể định vị được cái vị trí của Mường Thang so với cái dãy núi Hoàng Liên Sơn. Trong video này chúng tôi không có ý định là tìm hiểu sâu về Mường Thang. Đây là Mường Thang này. Và chúng tôi sẽ làm một cái video chi tiết cụ thể riêng về Mường Thang, Mường Thanh, Mường Lò và Mường Tất, bốn cái cánh đồng nổi tiếng nhất khu vực phía Tây Bắc của Việt Nam. Chúng ta tiếp tục di chuyển lên cái sống lưng của dãy núi Hoàng Liên Sơn. Chúng ta tiến về cái điểm tam giác đó quý vị. Cái điểm tam giác màu đỏ là cái điểm ranh giới giữa Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Phía bên trước mặt là huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Cái đường chỉ màu trắng này là ranh giới giữa Lai Châu và Yên Bái này. Phía bên kia là Mù Cang Chải, còn bên này là Than Uyên. Đây là Mù Cang Chải nè quý vị. Và phía trước là huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Chúng ta tiếp tục di chuyển. Chúng ta sẽ di chuyển theo cái đường chỉ màu trắng là ranh giới giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái. Phía bên tay phải là huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Phía bên tay trái là huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Mù Cang Chải là một cái điểm đến rất nổi tiếng của giới trẻ và dân vượt đó quý vị. Đến cái khu vực này thì các bạn sẽ được ngắm những cảnh đẹp của thiên nhiên nè, núi rừng đã ban tặng cho khu vực này. Đây là một cái huyện phía bắc của tỉnh Yên Bái, cách thủ đô Hà Nội khoảng 150 km. Với cái khoảng cách gần như vậy thì cái việc mà từ Hà Nội các bạn đổ lên đây để đi du lịch thì khá là dễ dàng, và địa hình ở nơi đây nó cũng hạ thấp hơn nhiều so với khu vực phía bắc của dãy Hoàng Liên Sơn rồi, cho nên đường xá đi nó cũng không còn là quá trở ngại nữa. Chúng ta đang di chuyển về cái đỉnh Lùng Cúng có độ cao là 2.913 m so với mực nước biển. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến một cái địa điểm rất là nổi tiếng. Nổi tiếng ở trên truyền thông, nổi tiếng trên mạng xã hội, đó là cái điểm mà bay dù lượn. Chúng ta đang tiến đến cái điểm mà người ta hay đến đây để bay dù lượn đó quý vị. Đây là đèo Khao Phạ thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đèo Khao Phạ này thì có chiều dài là 30 km, nằm ở độ cao 1.200 m so với mặt nước biển.
khí hậu ở đây thì mát mẻ quanh năm. Đây là một cái sườn đón gió, ở bên dưới của chúng ta là cánh đồng ruộng bậc thang rộng lớn, là địa điểm lý tưởng dành cho các bạn yêu thích môn thể thao nhảy dù. Các bạn sẽ đến nơi đây và nhảy dù, chiêm ngưỡng những cánh đồng ruộng bậc thang đẹp đến mê hồn. Phía dưới là đèo Khao Phạ nha quý vị. Đây là đèo Khao Phạ. Và đây cũng là địa điểm bay dù lượn rất là nổi tiếng. Và cạnh phía bên tay trái là cái cánh đồng hoa tam giác mạch ở Khao Phạ rất là nổi tiếng. Mùa lúa chín ở nơi đây là nó rơi vào tháng 9 đến tháng 10, cho nên là quý vị nào mà muốn đi du lịch ở khu vực này thì mình sẽ tranh thủ mình sẽ đi vào mùa này, thì quý vị sẽ ngắm được những cánh đồng ruộng lúa chín bậc thang tuyệt đẹp. Tôi tiếp tục ghi hình một số cái cảnh quay ở cái cánh đồng, ở cái thung lũng này để quý vị thấy được cái vẻ đẹp ở đây. Rất là nhiều ruộng bậc thang, và đây với cái địa hình, với địa thế này và với cái phong thủy này thì rất là phù hợp cho cái việc bay dù lượn. Chúng ta tiếp tục di chuyển. Chúng ta sẽ di chuyển theo cái đường màu đỏ nha quý vị. Cái đường màu đỏ là cái đường dẫn hướng cho máy bay. Quý vị đừng có quan tâm đến cái đường màu đỏ. Còn cái đường màu trắng là ranh giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Yên Bái. Phía bên tay phải màn hình của quý vị là huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Và phía bên tay trái đó là cái khu vực giáp ranh giữa huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu và huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái. Hiện tại là chúng ta đang hướng về cái đỉnh Phú Luông đó quý vị. Đỉnh Phú Luông hay còn gọi là đỉnh Phú Luông, có một số người thì gọi là đỉnh Phú Lương. Đỉnh này nằm ở độ cao 2.985m và có một số người đi du lịch và một số người phượt thủ lên đây thì đã cắm một cái mốc có tên là Tà Chì Nhù và gây ra cái nhầm lẫn cho cái tên gọi của cái đỉnh núi này. Có người gọi là đỉnh Phú Lương, có người gọi là đỉnh Phú Luông hay là Phú Luông, và còn có người thì gọi là đỉnh Tà Chì Nhù đó quý vị. Trên đỉnh này có phong cảnh đẹp, có loài hoa chi pâu. Đỉnh này nằm ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Và trên đỉnh Phú Luông này nè quý vị, thì không có những cái loại thực vật cao, chỉ yếu là những cái loại thực vật thấp thôi. Và đứng trên đỉnh này có thể phóng được tầm nhìn bao quát của dải Hoàng Liên Sơn, nên mọi người rất thích lên đây để chinh phục. Và đặc biệt đường lên đây chỉ có mất 5 đến 7 tiếng thôi, nên có nhiều bạn sẽ chọn cắm trại ở đây ban đêm để có thể đón mây vào buổi sáng. Phía trước của chúng ta là đỉnh Tà Xùa, cao 2.865m ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Và đỉnh Tà Xùa này thì cũng không còn gì xa lạ với các tín đồ mê khám phá. Tà Xùa còn là một nơi có nhiều khu du lịch để dã ngoại bậc nhất ở khu vực Tây Bắc, bởi những cái vẻ đẹp ngút ngàn của một cái loài hoa có tên là đỗ quyên và những cánh gừng bồ đề là vô cùng mát mẻ. Chúng ta đang di chuyển về cái đỉnh cao gọi là đỉnh Sa Mu hay còn gọi là đỉnh Sa Mu U Bò. Đỉnh cao này có độ cao là 2.756m so với mực nước biển. Đây là điểm giáp ranh giữa huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và huyện Bắc Yên của tỉnh Sơn La. Tiếp tục hành trình, chúng ta sẽ di chuyển đến tỉnh Sơn La. Đây là địa phận của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Chúng ta đến mới một cái địa điểm rất nổi tiếng là cái đường chỉ màu xanh đó. Đây là cái sống lưng khủng long, và được rất nhiều dân du lịch và phượt thủ đến đây để trải nghiệm. Địa điểm này nằm ở xã Hán Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Chúng ta tiếp tục di chuyển trên huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Tôi sẽ quay đầu lại để chúng ta có thể chiêm ngưỡng lại một lần nữa cái sống lưng khủng long. Thực ra sống lưng khủng long này là một con đường cụt
và đây chính là cái đường chỉ màu xanh đó quý vị. Có một con đường mòn ở trên đó. Rồi chúng ta qua cái địa điểm check-in là sống lưng khủng long và chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình khám phá dãy Hoàng Liên Sơn. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái đỉnh Samu Ubo nằm ở độ cao là 2.756m so với mực nước biển. Khu vực này là khu vực cuối của cái dãy Hoàng Liên Sơn rồi đó quý vị. Các cái ngọn núi, các cái mảng núi ở đây bắt đầu phân mảnh và có cái liên kết khá là mờ và có cái độ cao khá là thấp rồi. Chúng ta đang bay ở độ cao khoảng 2.700m so với mực nước biển theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Như quý vị và các bạn thấy đó, ở khu vực này của dãy Hoàng Liên Sơn, đồi núi đã được tách ra một cách rời rạc. Chúng ta đang di chuyển về một cái địa điểm rất là nổi tiếng, đó là đèo Lũng Lô. Và tại đây có một cái khu di tích đèo Lũng Lô. Đèo Lũng Lô là một con đèo nối liền giữa huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Tiếp đến cái tam giác màu đỏ phía trước mặt chúng ta là ranh giới giữa Sơn La, Phú Thọ và Yên Bái. Phía trước mặt là huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Bên kia là tỉnh Phú Thọ. Bên này là huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Và bên này là huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Chúng ta tiếp tục di chuyển. Cái đường chỉ màu trắng phía trước mặt chúng ta là ranh giới giữa huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nếu chúng ta bay thêm một đoạn nữa theo cái hướng về huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ thì chúng ta sẽ đến cái vườn quốc gia Sơn Sơn. Tuy nhiên thì cái dãy Hoàng Liên Sơn phân bố chủ yếu ở Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Chính vì vậy mà chúng tôi sẽ không bay về cái vườn quốc gia Sơn Sơn. Cái đường chỉ màu cam phía trước mặt chúng ta đó chính là con sông Hồng đó quý vị. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ đưa quý vị đi tham quan một cái cánh đồng rất là nổi tiếng, đó là cánh đồng Mường Lò ở thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cánh đồng Mường Lò là một trong bốn cánh đồng nổi tiếng nhất của khu vực phía Tây Bắc Việt Nam. Nhất Thanh, Nhì Lò, Tam Thang, Tứ Tấc thì cánh đồng Mường Lò là cánh đồng lớn và đẹp thứ hai sau cái cánh đồng Mường Thanh của tỉnh Điện Biên. Chúng ta sẽ bay theo cái đường chỉ dẫn là cái đường màu đỏ để về cánh đồng Mường Lò nhé quý vị. Đồi núi ở đây rất là xanh tươi, thảm thực vật ở đây rất là đa dạng. Trên các đỉnh núi là có mây đó quý vị, mây màu trắng này. Sau khi chúng ta thăm cái cánh đồng Mường Lò thì chúng ta sẽ bay về thành phố Yên Bái và chúng ta sẽ kết thúc video tại cái thành phố Yên Bái. Quý vị và các bạn kiên nhẫn theo dõi đến khi chúng tôi hạ cánh nha quý vị. Phía trước của chúng tôi là một cái nhà máy thủy điện, cái đập thủy điện Văn Chấn. Đây là một cái địa điểm mà tôi cũng đã đi công tác rất là nhiều lần lên đây khi mà tôi còn làm trong cái ngành điện đó. Địa hình ở đây rất là hiểm trở và để vào được cái nhà máy thì chúng tôi phải trèo đèo lội suối.
và phía trước mặt của chúng ta chính là cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tại cánh đồng Mường Lò thì có con sông, đó là sông Ngòi Thia. Chúng ta sẽ hạ độ cao xuống để xem một số cái cụm cư dân. Tôi thấy cánh đồng Mường Lò ở khu vực này giống như một cái lòng chảo được bao bọc bởi bốn phía là các vách núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Chúng ta vừa bay qua và tham quan ngắm cảnh cái cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ theo cái đường màu đỏ để chúng ta bay về thành phố Yên Bái và chúng ta sẽ hạ cánh ở cái sân bay Yên Bái nha quý vị. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi để chúng ta đi xem thành phố Yên Bái có hình trạng như thế nào, vị trí ra làm sao nha quý vị. Tôi sẽ hạ độ cao xuống một chút xíu để quý vị nhìn thấy cái cảnh vật, nhìn thấy rõ hơn những cái địa vật ở dưới mặt đất á. Đây là địa phận của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Và phía trước của chúng ta, cái đường chỉ màu cam chính là cái con sông Hồng đó. Thành phố Yên Bái thì nằm ngay cạnh con sông Hồng. Đây, chúng ta đang di chuyển, chúng ta đang bay đến thành phố Yên Bái nè quý vị. Quý vị hãy cùng nhau quan sát nhé. Thành phố Yên Bái khá là đông đúc và nằm ngay cạnh con sông Hồng đó. Trong video này chúng tôi không có tìm hiểu nhiều thông tin về thành phố Yên Bái mà chúng tôi chỉ đến đây để quý vị hình dung được cái vị trí của thành phố Yên Bái nằm như thế nào so với dãy Hoàng Liên Sơn. Và phía trước của chúng ta chính là sân bay Yên Bái. Tuy nhiên đây là một cái sân bay quân sự. Tỉnh Yên Bái cũng đã có đề nghị lên chính phủ Việt Nam là dùng sân bay Yên Bái cho mục đích khai thác các chuyến bay thương mại dân dụng để kích thích cái phát triển du lịch của Yên Bái đó. Và vừa rồi chúng tôi đã đưa quý vị và các bạn đi tham quan, đi du lịch, đi thám hiểm cái dãy núi Hoàng Liên Sơn. Đến đây video cũng đã rất là dài rồi. Chúng tôi xin kết thúc video này tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ ekip Việt Nam Go. Bấm nút thông báo để đón xem các video mới nhất. Hãy bấm nút like cũng như chia sẻ nếu quý vị thấy video hay và có giá trị. Đừng quên để lại bình luận góp ý giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện nội dung. Nếu quý vị và các bạn muốn chúng tôi thực hiện những chuyến bay thám hiểm ở bất kỳ vị trí nào trên thế giới thì đừng ngại để lại lời gợi ý hoặc đề xuất phía dưới một bình luận. Chúng tôi sẽ tham khảo và nghiên cứu để thực hiện những video hay và có ý nghĩa cho cộng đồng. Bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video kỳ tới. Xin cảm ơn rất nhiều.